Hi, xin chào tất cả các bạn, và hôm nay thì Quyền sẽ cập nhật giá của dòng điện thoại Oppo tại Thế Động Điện Máy Xanh cho các bạn xem. Và đây là bản trải nghiệm của Oppo các bạn nha. Và chúng ta sẽ có 2, 4, 6, 8 sản phẩm đang trên bàn trải nghiệm các bạn nha. Quyền sẽ cập nhật giá thấp đến cao các bạn. Đầu tiên sẽ là dòng điện thoại A16K với mức giá hiện tại là 3.290.000, và chúng ta sẽ được giảm 200.000 đồng các bạn nha. Giảm 20% gói bảo hành mở rộng 12 tháng, giảm 10% gói bảo hành gơi vỡ, bảo hiểm gơi vỡ 6 tháng bạn. 3.290.000 giảm 200 chỉ còn 3.900.000 thôi. Và đây là A16K các bạn nha. A16K thì chúng ta sẽ có một màn hình là 6.52 inch và phân giải HD+. Máy trang bị con chip là Helio G35 8 nhân, RAM 3, bộ nhớ 32. Camera selfie là dạng hình giọt nước các bạn nha. Đây, chúng ta sẽ một dạng hình giọt nước với đầu phân giải là 5 pixel. Đây, mình sẽ mở cho các bạn xem. 5 chấm các bạn nha. Camera selfie 5 chấm. Rồi, có video và có một số tính năng khác nữa. Tua nhanh thời gian, paro. Về game là 3GB, bộ nhớ là 32. Máy thì chúng ta sẽ có một cái dung lượng pin là 4230 mAh và có tốc độ sạc là 10W nha. Về mặt lưng thì chúng ta sẽ một lưng bóng như thế này các bạn nha, mặt lưng bóng. Có camera phía sau là camera chính là 13 MP đèn LED các bạn nha. Chúng ta sẽ có biểu tượng Oppo bên trên này. Máy thì về thiết kế thì mình thấy cũng khá là mỏng các bạn. Không có dây. Và đây là Oppo A16K 3.290.000, và chúng ta sẽ được giảm 200.000 đồng còn 3.090.000. Kế bên chúng ta sẽ có dòng điện thoại là Oppo A57. Oppo A57 thì mức giá hiện tại là 4.490.000. Chúng ta sẽ được giảm 300.000 đồng. Chỉ còn 4.190.000 và có hỗ trợ góp 0% lãi suất tại Thế Động Điện Máy Xanh. Giảm 10%, có bảo hành mở rộng gơi vỡ, bảo hành gơi vỡ 6 tháng các bạn nha. Chúng ta sẽ có một cái màn hình cũng rất là đẹp. Màn hình thì chúng ta sẽ một màn hình là 6.56 inch với độ phân giải là HD+. Máy cũng trang bị con chip là Helio G35 8 nhân các bạn nha. 8 nhân. Camera thì chúng ta cũng có một camera selfie là 8 megapixel các bạn nha. 8 megapixel chắc cũng đẹp. Sáng. Các bạn thấy không? Rất là sáng. Camera chính thì chúng ta sẽ có camera chính là 13 megapixel và một cam phụ là 2 megapixel. Máy rất đẹp. Cùng camera nè. Bạn thấy cùng camera. Mặt lưng thì chúng ta dùng giả kính có kim tuyến bên trong, rất đẹp các bạn. Cành viền chúng ta sẽ có nút nguồn bên phải ha. Phía dưới là lo jack 3.5, mic thoại sạc. Bên trái thì chúng ta sẽ có tăng giảm lượng. Phía trên là chỗ để khai sim. Phía trên cùng thì chống trơn. Mặt lưng cũng rất là ok. Máy cũng rất là đẹp các bạn. 4.490.000 giảm 300, còn 4.190.000 có hỗ trợ gốc không lãi suất tại Thế Động Điện Máy Xanh. Máy thì chúng ta sẽ có viên pin là 5.000 nha, pin 5.000 và có hỗ trợ sạc nhanh là 33W. Oppo A57 các bạn nha. Tiếp theo sẽ là Oppo A76. Đây là Oppo A76. Chúng ta sẽ có màn hình là 6.56 inch, độ phân giải HD+ và trang bị con chip của Mỹ nha, chip quốc dân Snapdragon 680 8 nhân. RAM thì chúng ta sẽ có là 6GB, bộ nhớ trong lòng cho 28GB. Thao tác nút chạm rất là mượt mà. Màn hình chúng ta sẽ có thêm một cái camera đục lỗ như thế này với độ phân giải là 80 MP. 80 MP các bạn, rất là sáng và có hỗ trợ HDR chúng ta. Camera chính phía sau thì chúng ta sẽ có camera chính là 13 MP, cam phụ là 2 bạn nha. Pin thì chúng ta sẽ pin 5.000 và sạc nhanh là 33W. Các bạn nhìn thiết kế máy cũng khá là mỏng nè.
Phía dưới chúng ta sẽ có loa, mic thoại jack 3.5 và sạc, bên phải là nút nguồn kết hợp một khóa hiện tay. Phía trên thì sẽ có thêm một cái mic để hỗ trợ thu âm khi quay video hoặc chấm video call các bạn nha. Và chúng ta sẽ có bên trái là chỗ để cái sim và tăng giảm lượng. Máy nhìn máy rất là đẹp. Mặt lưng thì chúng ta sẽ mặt lưng nhám các bạn nha. Hạn chế bám tay và chạy xước. Tuyệt vời. Cầm nắm rất là ôm tay. Và đây là Oppo A76 5.990.000, giảm 300.000 đồng, còn 5.690 và có hỗ trợ gốc 0% lãi suất tại thẻ động điện máy xanh. Đây là một trong những dòng cũng đáng là quan tâm. Tiếp theo sẽ là Oppo A96 cây kế bên luôn bạn. Oppo A96 thì chúng ta sẽ có mức giá là 6.990.000 và có hỗ trợ gốc 0% lãi suất tại thẻ động điện máy xanh các bạn nha. Và nếu hiện tại thì các bạn mua thì chúng ta sẽ được giảm 20% gói bảo hành mở rộng 12 tháng, giảm 10% gói bảo hành rơi vỡ 6 tháng, hỗ trợ gốc 0% lãi suất cho chúng ta. Về màn hình của máy thì chúng ta sẽ có một màn hình là 6.59 inch với độ phân giải Full HD Plus này. Nó sẽ cao hơn Oppo 76 các bạn nha. Oppo 76 thì HD cộng thôi. Cũng trang bị con chip của Mỹ luôn. Đây là con chip Snapdragon 680 8 nhân. RAM thì được nâng cấp hơn A76 là RAM thứ 8GB, còn nhớ trong 128GB. Nên dung lượng bộ nhớ rất là ok, đáp ứng đủ nhu cầu học tập làm việc giải trí chơi game của chúng ta. Về camera thì chúng ta có một camera selfie cũng dạng đục lỗ như này các bạn. Nè, đục lỗ màn hình. Với độ phân giải là 16 pixel, được nâng cấp với độ phân giải gấp đôi so với A76 thì các bạn thấy không? Hình ảnh rất là rõ nét. Về camera phía sau thì chúng ta sẽ có camera với độ phân giải là 50 pixel, là camera chính, camera phụ là 2 và chúng ta sẽ có đèn led ở vị trí trên. Camera thì chúng ta sẽ hơi nhô sau mặt lưng và chúng ta sẽ có mặt lưng nhám ha. Có bị chữ Oppo nằm bên chỉ bên đây. Máy tuyệt vời. Cảm giác cầm nắm thì rất là ôm tay các bạn vì các góc cạnh được bo như thế này. Rất là đẹp. Cạnh bên trái thì chúng ta có chỗ để cái sim. Phía dưới là tăng giảm lượng. Cuối cùng chúng ta sẽ có mic thoại sạc, loa và jack 3.5. Bên phải thì chúng ta sẽ có nút nguồn kết hợp một khóa hiện tay. Phía trên cùng thì chúng ta sẽ thêm một cái mic để hỗ trợ thu âm khi chat video call ha. Hoặc quay video sẽ cho âm thanh tốt hơn. Máy thì trang bị chúng ta viên pin 5000 và hỗ trợ sạc nhanh là 33W. Pin 5000 nhưng mà thiết kế rất là mỏng các bạn. Bên nhìn máy rất đẹp, rất mỏng thế này. Mặt lưng thì có cái viền khuôn viền camera nó màu nó trùng với mặt lưng luôn, nhìn rất là hài hòa, rất đẹp. Với mức giá hiện tại của Oppo A96 thì chúng ta sẽ có mức giá là 6.990.000 và có hỗ trợ góp 0% lãi suất tại thẻ động điện máy xanh, giảm 20% kèm bảo hiểm mở rộng 12 tháng và bảo hiểm rơi vỡ 6 tháng được giảm 10%. Đây là Oppo A96 các bạn nha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái máy rất là đẹp, đó là dòng Geno 7 4G. Geno 7 4G với mức giá hiện tại là 7.990.000 và chúng ta sẽ được giảm 500.000 đồng, còn 7.490.000 và có hỗ trợ góp 0% lãi suất tại thẻ động điện xanh, giảm 10%, gói bảo hiểm mở rộng 6 tháng, bảo hiểm rơi vỏ 6 tháng các bạn, 10% ha. Về màn hình của máy thì chúng ta sẽ có một màn hình là 6.43 inch với độ phân giải là Full HD Plus và được trang bị con chip của Mỹ Snapdragon 680 8 nhân. RAM thì chúng ta sẽ có là 8GB, bộ nhớ trong 128GB. Đây là một trong những dung lượng bộ nhớ cũng đáp ứng đủ nhu cầu học tập làm việc chơi game giải trí trên dòng điện thoại Oppo Reno 7 này. Về camera selfie là dạng đục lỗ nằm phía trong màn hình như thế này, bắt đầu phân giải là 32 pixel. Mình sẽ test camera cho các bạn xem. Camera selfie đây. Camera selfie rất đẹp các bạn nha. Rất là sáng các bạn thấy không? Rất là sáng. Về cảm giác cầm nắm thì rất là đã tay các bạn. Viền vắt phẳng như thế này, rất mỏng. Máy thì chúng ta sẽ được thiết kế viền vắt phẳng như thế này. Với một viên pin nhỏ thì giúp cho máy sẽ có một cái thiết kế mỏng hơn, nhẹ hơn. Pin chỉ 4.500 thôi bạn, nhưng mà sạc nhanh lên đến là 33W. Rất đẹp. Cạnh phải thì chúng ta sẽ có nút nguồn các bạn nha. Phía dưới chúng ta sẽ có nhà jack 3.5 nè, mic thoại nè, sạc nè, lo. Bên trái thì chúng ta sẽ có chỗ để cái sim. Phía dưới là tăng giảm lượng. Trên cùng thì sẽ có thêm một cái mic hỗ trợ thu âm. Phía sau chúng ta sẽ mặt lưng giả da thế này.
nhám hạn chế bấm tay bị chạy xước, nổi bật với cụm camera nè, rất là cổ điển. Với độ phân giải camera chính là 64, 2 cam phụ là AF-self, đèn LED đây. Máy rất đẹp các bạn. Với mức giá hiện tại tại Thái Động Điện Máy Xanh là 7.990.000 và có hỗ trợ giảm cho chúng ta là 500.000 đồng, chỉ còn 7.490.000. Hỗ trợ góp 0% lãi suất tại Thái Động Điện Máy Xanh. Các bạn từ 20 tuổi cho đến 60 tuổi, chỉ cần căn cứ công dân thì chúng ta có thể lên hồ sơ góp được các bạn nha. Rồi, quý sẽ cập nhật cho các bạn dòng Reno 8 series các bạn nha. Đây là Reno 8 series. Chúng ta sẽ có 3 dòng, đó là nhà Reno 8 4G, Reno 8 chip 5G và Reno 8 5G các bạn nha. Quý sẽ cập nhật giá từng dòng cho các bạn xem. Trước tiên sẽ là dòng Reno 8. Reno 8 thì chúng ta sẽ có một cái mức giá là 8.990.000 và đang có hỗ trợ chương trình góp 0% lãi suất tại Thái Động Điện Máy Xanh. Thì các bạn mà mua thì chúng ta sẽ được giảm 20%, góp hành mỗi gần 12 tháng, giảm 10% có bảo hiểm, người vợ 6 tháng và hỗ trợ góp không lãi ha. Hỗ trợ góp không lãi suất. Cái nguyên mở máy lên các bạn. Đây, giờ nó 8 mặt lưng rất đẹp. Đây là mặt lưng nhám ha, hạn chế bấm tay về chạy xước. Cụm camera nè, tuyệt vời. Cụm camera thì chúng ta sẽ có một camera với độ phân giải là 64 là camera chính, 2 cam phụ là 2 MP, và chúng ta đèn LED vị trí này rồi nha. Rồi chúng ta sẽ có cái phần camera thì hơi nhô sau mặt lưng ha, mình thấy hơi nhô sau mặt lưng đúng không, rất đẹp. Nói chung là máy nó rất là đẹp, cầm cảm giác rất là thích các bạn. Thiết kế cũng rất là mỏng nè, các bạn thấy cái viền không, tuyệt vời. Phía trên chúng ta sẽ có cái chỗ mà để sim nè, phía dưới là tăng giảm âm lượng. Dưới cùng chúng ta sẽ có jack 35, mic thoại, sạc tiếp C và loa. Bên phải chúng ta sẽ có nút nguồn các bạn nha. Phía trên cùng thì chúng ta sẽ có thêm một cái mic để hỗ trợ thu âm khi chất record hoặc quay video. Đây là màn hình, máy rất đẹp các bạn. Màn hình là 6.4 inch, độ phân giải là Full HD Plus. Chip là Snapdragon 6808 nhân, RAM 8 bộ nhớ 256 các bạn nha, nâng cấp lên bộ nhớ 256 thì chúng ta sẽ tha hồ mà lưu trữ dữ liệu nha, học tập chơi game giải trí rồi thổi tích. Và điều đặc biệt là chúng ta sẽ có camera dạng đập lỗ nằm trong màn hình thế này, test camera luôn, sẽ có nâng cấp nhiều, rất là rõ các bạn, rất là rõ nét nha. Camera sau, sẽ test camera sau, tuyệt vời. Pin thì 4,5 các bạn nha, sạc 33W. Máy nói chung là rất đẹp, không cần phải làm tăng gì vấn đề gì cho các bạn. 8.990 nha, hỗ trợ góp trong lãi suất tại Thái Động Điện Máy Xanh. Đây là Reno 8 4G các bạn nha. Còn bên đây là Reno 8 Z 5G. Đây mình khởi động máy lên. Tại vì đây là hôm nay thì mình quay rất sáng sớm các bạn, nên máy chưa có khởi động. Đây các bạn thấy không, mặt lưng nhám nè, hạn chế bấm tay và chạy xước. Màu đen thì rất là sang trọng đúng không bạn. Đây là cụm 3 cam ha, 3 camera phía sau. Với độ phân giải camera chính là 64, 2 cam phụ là 2 MP. Và chúng ta sẽ có cái đèn LED vị trí này. Máy ao nét đây. Mặt lưng nhám nè, có biểu tượng chuyển lụa Oppo vị trí này các bạn thấy không, bông bóng nè. Cầm cũng rất là vừa tay, không bị quá là lớn các bạn, vừa tay. Máy thì trang bị màn hình chúng ta là một cái màn hình là 6.43 inch độ phân giải Full HD Plus và được nâng cấp lên con chip là chip Mỹ nha, Snapdragon 695 5G. RAM thì chúng ta sẽ có là 8 bộ nhớ trong 256. Camera selfie là 16 MP, dạng đục lỗ nằm trong hình ha. Test camera cho các bạn xem. Đây, nói chung là rất đẹp, camera của Oppo thì các bạn cũng biết cái mức đẹp của nó rồi. Đây camera sau đây, tuyệt vời chưa. Về máy thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế cũng rất là hoàn hảo. Về cái viền bên trái thì chúng ta chỗ để sim, dưới là tăng giảm lượng đây. Dưới cùng chúng ta sẽ có mic thoại, sạc và lo và jack 3.5. Bên phải thì chúng ta sẽ có nút nguồn các bạn nha. Nút nguồn. Phía trên thì chúng ta sẽ có bị ao nét các bạn. Tại màu đen nó bắt nét hơi khó.
đây, biết thoại đây, cái ok, nói chung là rất tuyệt vời cái dòng này, Oppo Reno 8Z 5G. À, về mức giá thì là 10.490.000 các bạn nha, hỗ trợ gốc không cho lãi suất tại thế đầu điện máy xanh. Rất đẹp. À, tiếp theo là dòng Oppo Reno 8 5G. Đây là Reno 8 5G đây, 13.090.000, hỗ trợ gốc không cho lãi suất, giảm 20% gốc hàng mở rộng, là giảm 10% gốc hiểm lưu vào 6 tháng. Máy thiết kế rất đẹp các bạn ơi. Camera nè, thấy đẹp không? À, mặt lưng nhám nha, hạn chế bám tay và chạy xước luôn. Và chúng ta sẽ cụm camera rất là hầm hố. Bắt đầu phân giải camera chính là 50 megapixel, cam phụ nhất là 8 và cam phụ còn là 2. Đèn led phía trên này. Máy rất đẹp. À, về phía bên trái thì chúng ta sẽ có tăng giảm lượng các bạn. Phía dưới là chúng ta sẽ có chỗ để cây sim, miếng thoại sạc và loa, sẽ không có jack 3.5 ở vị trí này. Bên phải chúng ta sẽ có nút nguồn. Phía trên cùng có thêm một cái mic hỗ trợ thu âm hoặc là jack video call ha. À, máy Reno 8 thì sẽ không trang bị chúng ta cái jack 3.5. Màn hình của máy là 6.43 inch, độ phân giải là Full HD Plus, chip là Dimensity 1300 8 nhân, RAM 8, bộ nhớ trong là 256. Camera selfie là 32 megapixel. Test camera liền. Thấy khác biệt chưa? Đẹp chưa? Camera chính phía sau thì rất đẹp rồi, không cần phải bàn. À, pin thì 4.500 thôi bạn nha, nhưng mà được tốc độ sạc lên tới là 80W tốc độ. Đây là Reno 8 5G ha, 13.990, hỗ trợ gốc không dòng lãi suất tại thế đầu điện máy xanh. Rất tuyệt vời. Rồi, Quyền xin mời các bạn hãy qua bên tủ phone cùng Quyền để mình cập nhật dòng Oppo Reno 7 ha. Reno 7 thì chúng ta sẽ có Reno 7 5G với mức giá hiện tại là 12.990 đây. Sẽ được giảm 1.500.000 các bạn nha, giảm 1.500.000, còn 11.490.000 thôi. Và có hỗ trợ gốc không lãi suất nha. Đây là Reno 7 5G. Trên đây là Reno 8Z 5G vừa cập nhật rồi. Còn Reno 7Z 5G kế bên nữa các bạn thấy không? 990.990.000 ha. 990.990.000, giảm 1.500.000 luôn, chỉ còn 8.490.000 thôi. Reno 7. 7Z nha các bạn nha, 7Z 5G. Giảm 1.500.000, có hỗ trợ gốc không lãi luôn nha. Đây thì Reno 7 4G vừa cập nhật rồi. Để Quyền tìm những dòng Oppo nào mà không có trên bàn trải nghiệm thì Quyền sẽ cập nhật thêm cho các bạn xem. Đây Oppo A54 ha. 4.490.000, chúng ta sẽ được giảm 700.000 đồng, chỉ còn 3.790.000 thôi các bạn. 3.790.000 Oppo A54 các bạn nha. A57 thì chúng ta sẽ có biên bản SIM 4G 4.490.000 ha, và biên bản 128 là 4.990.000 các bạn nha. Sẽ có hai nguyên bản, có cây màu vàng ở đây, có cây màu vàng. Rồi tiếp theo Oppo A16K vừa cập nhật rồi. Oppo A16K 3290 giảm 200 còn 390. Oppo Realme. Ok, vậy là Quyền cập nhật xong cho các bạn xem tham khảo về mức giá của dòng điện thoại Oppo ha, tại thế động điện máy xanh. Thì các mong video này sẽ mang lại hữu ích cho các bạn, giúp các bạn có một video tham khảo về mức giá và cũng như trình khuyến mại hiện tại của dòng điện thoại Oppo tại thế động và điện máy xanh. Rồi Quyền xin kết thúc video tại đây, hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Đừng quên cho Quyền xin một like và đăng ký kênh ủng hộ Quyền nhé. Bye bye, chúc các bạn thật nhiều sức khỏe.